Đốt 3 ngày 3 đêm. Dẹp, dẹp hết ra, cho đức vua đi ngang qua. Ôi da, ông nó ơi, cái chân của tôi. Hai người mau đứng lùi vào bên trong đường đi, không thôi đức vua lại trừng phạt bây giờ. Nghe nói ông vua trẻ này tàn ác lắm đó. Hai kẻ kia, sao không dẹp hắn vào trong cho kiểu ta đi, mà còn đứng đó nhăn nhó nhìn. Chúng thần vừa bị ngã, vì đau quá nên chưa kịp đứng gọn gàng, mong đức vua tha tội. Đánh cho bọn họ một trận cho ta, kẻ nào còn dám như vậy nữa, không tha. Tuân lệnh. Mình ơi, họ đánh đau quá mình ạ. Tôi đến không chịu nổi được mất. Mình cố lên, đập hết 3 ngày thuốc lá này, vết thương sẽ lành là hết đau. Khổ mình, cũng bị đau giống tôi mà chịu đựng chăm sóc tôi. Chúng ta cũng có tuổi, lại còn nghèo túng, con thì chẳng có lấy một mụn, nên phải tự mà chăm sóc cho nhau thôi. Tôi không lo cho mình, ai lo cho mình? Giá mà có một mụn con thì chúng ta đỡ cô đơn trong những lúc như thế này. Nghèo tôi chẳng sợ, cứ chăm chỉ thế nào cũng có ăn, chỉ buồn vì không được làm cha làm mẹ. Ông trời cho thế nào thì ta chấp nhận thế ấy thôi. Từ nay vợ chồng mình tránh xa chốn kinh thành, cung điện của đức vua ra, không ngộ nhớ lại mang dạ tiếp. Ừ, mình nói phải. Nghe nói ông vua trẻ này có nhiều trò tác oai tác quái lắm, tốt nhất mình đừng đụng vào khu kinh thành đó nữa. Giờ mình nghỉ ngơi đi nha, tôi đi kiếm chút gì đó về nấu cho mình ăn. Mình đi nhanh rồi về nhé, nhớ đi đường cẩn thận đấy. Ừ, mình yên tâm. Đau quá. Ta tặng con 4 viên thuốc này, con uống vào sẽ hết đau. Bà ơi, bà đâu mất rồi? Bà ơi, có phải mình mơ không vậy? Trời ơi, đây là mơ hay thật mà sao bỗng dưng ta có 4 viên thuốc thế này? Ta tặng con 4 viên thuốc này, con uống vào sẽ hết đau. Không lẽ có bà tiên đến giúp đỡ mình thật? Hãy nghe lời ta, ta đến giúp vợ chồng con, hãy uống 4 viên thuốc vào, điều kỳ diệu sẽ đến. Người vợ đã uống 4 viên thuốc của bà tiên cho, và ít lâu sau sinh được 4 người con trai một lúc, chúng giống nhau như đúc. 4 cậu con trai lớn lên như thổi, cậu nào cũng khỏe mạnh, chăm chỉ làm việc và sẵn sàng giúp đỡ bà con dân làng. Điều đặc biệt là mỗi người con có một biệt tài kỳ lạ. Cậu con cả có đôi tai thính, nghe được rất xa. Cậu thứ hai có thể biến mình cao bao nhiêu cũng được. Cậu thứ ba, cho dù dao rửa chặt vào người cũng không hề bị đứt. Và cậu thứ tư, có lội vào nước sôi cũng không hề bị bỏng. Tài thính, người cao, chặt không đứt và nấu không chết ơi, nguy to rồi. Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng lên thế ạ? Lần này các cậu bị nguy thật rồi. Có chuyện gì? Mọi người bình tĩnh, kể cho chúng cháu nghe. Lão nghe nói cung điện mới của đức vua vẫn chưa hoàn thành, mặc dù tốn không biết bao nhiêu công sức của dân chúng rồi. 3 năm trôi qua mà cung điện cứ làm chỗ này lại đổ chỗ kia. Vua đã nghe tin 4 anh em nhà cậu có bị tài nên gọi đến giúp vua xây cung điện đấy. Mọi người cứ bình tĩnh, anh em cháu sẽ lo liệu được. Đúng thế ạ. Xưa kia cha mẹ các cháu suýt mất mạng vì ông vua tàn bạo này đó, nên các cháu phải cẩn thận nghe chưa. Chúng cháu đã khước từ yêu cầu và không góp một ngày công nào cho vua suốt 3 năm nay rồi. Chúng cháu cũng xác định sẽ có ngày này, nên mọi người cứ yên tâm. Ngay ngày mai, 4 anh em cháu sẽ lên đường vào cung điện. 4 anh em nhà ngươi đã không tuân lệnh ta góp công xây dựng cung điện, thật đáng tội chết. Nay ta cho các ngươi một cơ hội đây. Nếu 4 người xây xong được cung điện cho ta trong vòng 1 ngày, ta sẽ trả công thật hậu hĩnh. Được trả công sao? Tâu đức vua, 4 anh em thần xin tuân lệnh. 4 anh em ra tay làm. Chỉ trong 1 ngày, cung điện đã hoàn thành. Nhưng nhà vua không nhắc gì tới công xá của họ cả.
nhà vua đã hứa anh em ta xây xong cung điện sẽ trả công đầy đủ. Vậy mà cung điện làm xong đã lâu, vẫn không thấy nhà vua trả công. Đúng là ông vua xảo quyệt, nuốt lời hứa. Anh Tài Thính, anh thử nghe xem ông ấy có ý định trả công cho anh em ta không? Ừ, để anh nghe. Thiên hạ làm suốt 3 năm rồng, ta chẳng trả một đồng công nào cả. Chúng nó chỉ làm có 1 ngày mà dám đòi hỏi à? Dạ, nhưng nhớ anh em họ đến đòi công thì thần phải làm thế nào ạ? Sợ gì bọn chúng? Ta là đức vua, người quyền uy cao nhất, sao phải sợ lũ nhãi nhép đó chứ? Nghe đây, nếu ai tới đòi tiền công thì bỏ vào nồi rượu nấu lên cho chết. Tâu dân. Thế nào anh Tài Thính, anh có nghe thấy gì không? Nghe rất rõ. Ông vua này quả là rất xảo quyệt. Ông ta sai quân lính sẽ ném chúng ta vào nồi nấu rượu nấu cho chết nếu chúng ta đến đòi công. Ồ, em biết ngay mà. Nghe câu chuyện cha mẹ kể lại hồi xưa biết ngay ông ta là vị vua tàn bạo, không thương dân đã vậy lại còn xảo quyệt. Giờ thì em nấu không chết, đi đến cung điện đòi tiền công nhé. Vâng, em lên đồ ngay. Tuân theo lệnh vua, lính trói nghiến chàng trai nấu không chết lại và cho vào nồi rượu, nổi lửa đốt 3 ngày liền. Ôi cha mẹ ơi, anh ta không hề bị chết trong nồi nước sôi, là người hay là quỷ thế này? Thật thế sao? Thôi thôi, thế thì mau mau thả nó ra. Đốt lửa 3 ngày liền mà không chết thì để thế chỉ tốn củi đốt. Tâu dân, họ đã không làm gì được em và thả em về đó. Khoan đã, anh đang nghe thấy ông vua đấy dặn quân lính tiếp đây này. Lần sau nếu đứa nào đến đòi tiền công, nhớ lấy dao rửa chặt nó ra từng khúc cho ta, cho vừa chuyển đến đòi trả công đi. Tâu dân. Ông vua ấy đã nói gì thế anh Tài Thính? Ông ta nói lần này ai đến sẽ dùng dao chém đứt, vậy thì chặt không đứt, đến cung điện đòi công cho anh. Dân, em đi ngay đây. Chặt không đứt đến đòi công, quân lính trói anh lại, lấy kiếm chém chết anh. Nhưng kiếm bổ vào người như bổ vào đá, lưỡi oằn, chui lông, bị chém liền 3 ngày đêm mà thân thể không hề mảy may gì. Ông vua này thật quá đáng, đã hứa trả công nhưng không giữ lời hứa, lại còn hết lần này đến lần khác mưu đồ giết chúng ta. Lần này anh để em đi. Để anh nghe xem ông ta có ý đồ gì nữa, chúng ta còn biết cách đối phó. Anh không cần nghe nữa, cứ để em đi luôn. Thế nào rồi anh Tài Thính? Ông vua này thật nham hiểm, lại có ý định mới rồi. Hỗn sự, ai cho phép ngươi xông vào cung điện của ta? Anh em tôi đã mất công mất sức xây cung điện cho người chỉ trong 1 ngày, lẽ ra người phải thưởng cho anh em tôi. Cứ sau hết lần này đến lần khác người đều có ý định tàn độc, ra tay hãm hại anh em tôi chứ. Thật là không ra phép tắc gì cả. Quân đâu, lôi hắn ra và dìm chết xuống nước cho ta. Ông là ông vua độc ác xấu xa, mau dìm chết hắn cho ta. Tên thảo dân lão tuyết, dám ngang nhiên cưỡng cãi với đức vua quý quyền như ta, lần này thì người chết chìm dưới đáy sông là cái chắc. 1 tuần trôi qua rồi, thế là không vấn đề gì xảy ra cả. Tên nhãi nhép kia chắc chết thật rồi. Còn anh em nhà hắn chắc đang lo hậu sự nên chưa đến quấy rối ta. Thật là một lũ dai dẳng. Rồi thì ta sẽ tìm cách tiêu diệt hết. Tâu đức vua, không xong rồi. Chuyện gì mà không xong thế? Tên đó không bị dìm chết đâu ạ. Sao lại thế? 1 tuần đã trôi qua, ta tưởng đã xong việc rồi chứ. Vâng, đúng là dìm hắn suốt 1 tuần. Ấy thế mà hôm nay thần thấy hắn ngồi lên khỏi mặt nước. Chỗ này nông quá. Ôi, anh em nhà này không phải người bình thường. Đúng vậy, chạy thôi, họ đều là những anh tài. Có chuyện đó thật à? Tâu dân, chuyện đúng là như thế đấy ạ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Họ thật là phi thường. Tâu đức vua, họ chắc không phải là người bình thường. Thế này thì nguy quá, họ mà trả thù thì chúng ta khó mà thoát cả. Tên vua độc ác đâu? Chúng ta sẽ không tha cho ông đâu. Mau ra đây. Chúng quay lại thật rồi, toàn là những con người dị thường thế kia, chắc chúng sẽ giết ta mất. Mau mau đưa ngựa tới đây, ta phải trốn thôi. Tên vua xấu xa xảo quyệt vì quá sợ hãi mà lặng lẽ trốn mất. Dân chúng bèn bảo nhau
tôn bốn anh em tai thính lên làm vua, chăm lo việc nước. Từ đó dân chúng được yên vui, hạnh phúc. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!